Alo ạ. Vâng. Nhanh ạ. Vâng, nhanh nhá. Dạ. Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn. Đang giờ làm việc mà dám chơi game, liều thật. Chắc nghĩ mình mới về làm sếp, lại là nữ nên không phục đây mà. Này, cậu kia. Cái mặt lại còn tỉnh bơ, không coi sếp ra gì. Công ty mình không có cái kiểu nhân viên như thế này được. Dạ. Tôi hỏi một tháng cậu làm lương bao nhiêu? Dạ, 3 triệu. 3 triệu à? Vâng ạ. Đây, cậu cầm đi. Đi ra ngay khỏi chỗ này. Ơ, nhưng mà chị ơi. Nhưng nhị cái gì? Nhưng mà... Thôi được rồi. Thêm 1 triệu nữa. Lượn ngay ra khỏi chỗ này. Nhanh. Khổ quá chị ơi. Chị ơi. Nhanh. Nhưng mà... Dạ em xin ạ. Không coi kỷ cương phép tắc ra cái gì cả. Thôi, bỏ 4 triệu cũng đáng. Chị có thấy cậu ngồi đây không ạ? Tôi đuổi việc cậu ấy rồi. Chị... Mà này, cô là trưởng phòng nhân sự mà có tuyển nhân viên kiểu gì đấy? Đang giờ hành chính làm việc cứ ngồi chơi game như thế ạ? Chị đang nói với cậu ngồi đây ý ạ? Chẳng lẽ tôi bảo cô? Nhưng mà cậu ấy không phải là cấp dưới của em. Cậu ấy không phải là cấp dưới thì là cái gì? Mà nhắn nói chung cuối tháng này tôi sẽ trừ lương cô. Sao lại trừ lương em ạ? Cái cậu vừa rồi đây là cậu là shipper. Cậu ấy mang đồ lên cho em đang đi đổi tiền lẻ để mang giả cậu ấy đây ạ. Cái gì? Shipper? 4 triệu một người. Con nghe đây mẹ ơi. Dạ con ăn rồi ạ. Mẹ ăn cơm chưa ạ? Nhà con ạ? Đi mua thuốc khớp cho mẹ ạ? À, dạ chắc nhà con mua rồi. Nhưng mà không hiểu hôm nay đi làm nào mệt thì đi ngủ rồi mẹ ạ. Thôi để mai con ra hiệu thuốc con mua con mang qua cho mẹ ạ. À, con hỏi chồng con xem để thuốc ở đâu rồi con mang sang cho mẹ ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Mẹ nghỉ sớm ạ. Dạ. Này, mày nha. Anh về rồi nào? Mà... Sao uống nhiều thế? Mấy giờ không đi ngủ ngồi đây? Ngồi xuống đây xem nào. Em lấy nước cho.
Thật ông ngã. Ôi ơi. Này uống nước đi. Lại bia hả? Nước lọc đi, uống đi, cho nó giải rượu. Anh ăn cái gì chưa? Em xào mì cho anh như này, anh ăn đi. Cơm thì không nấu, nấu mì giờ này ai ăn được. Mà em ăn gì chưa? Em chưa. Tại sao không nấu cơm? Hả? Tại sao giờ này chưa ăn? Thì em gọi điện cho anh lúc chiều. Em bảo anh về sớm ăn với em còn gì nữa. Anh bảo anh về ngay. Thế mà bây giờ gần 12 giờ rồi. Rồi. Đã gần 12 giờ rồi cơ. Lúc có ý định về. Nhưng mà mấy thằng em nó cứ giữ lại, nó bảo là anh về nó mất vui. Mất vui thì anh đừng về. Thế cho nên là mình ăn cơm ấy. Mà anh uống thì anh uống ít thôi. Uống gì mà nhiều thế. Wow, mình thông cảm vì công việc. Bước thứ hai là anh em người ta rủ. Anh em nó rủ thì mình đi thôi. Thôi em đưa anh vào trong nhà nghỉ đi. Thay quần áo ra, kinh quá. Ê, tự đi được nhá. Alo. Mẹ à? Vâng, con chào mẹ. Mẹ, vợ con sang đấy không ạ? Vâng, con biết rồi. Hôm nay con không thể chịu đựng nữa. Con xin phép mẹ là con được nói chuyện với mẹ. Đấy, mẹ thấy không? Con chịu đựng đến bây giờ là cũng đủ rồi mẹ ạ. Vâng. Cái gì ạ? Mẹ bảo con đi ăn đi nhậu ạ? Con nói thật với mẹ thế này. Đúng là con có đi ăn đi nhậu. Nhưng mà con đi ăn nhậu là trong sáng vì công việc. Con chưa bao giờ hư và con chưa bao giờ phản bội vợ con cả. Nhưng hôm nay con phải tiết lộ bí mật này với mẹ. Mẹ có biết rằng vợ con bây giờ không phải là con như ngày xưa nữa đâu. Suốt ngày nhắn tin mà con để ý rồi, mỗi lần nhắn tin ý mà nhìn sang mặt con cái là lén lén lút đi ra ngoài hoặc đi vào trong nhà tắm. Mẹ thấy nếu như một người bình thường, liệu có ai cầm điện thoại vào trong nhà tắm, điện thoại vào trong toilet, điện thoại ra ban công mà khóa cửa ngoài để điện thoại không, để nhắn tin không? Vâng, đến giờ này vẫn chưa về. Con thì không ai đón, cơm thì không ai nấu. Mẹ bảo con chịu đựng đến bao giờ? Con nhậu xong rồi con vừa về. Vâng. Vâng ạ. Dạ vâng, vâng. Con chào mẹ. Cô chịu về rồi đấy à? À, cô đi đâu đấy? Đi chơi. À, giờ này mà chồng cô hỏi cô đi đâu mà cô trả lời là cô đi chơi à? Ơ, anh buồn cười thế nhở? Anh có bạn thì tôi cũng phải có bạn chứ. Làm sao? Thế cô đi chơi tại sao con cô không đón? Tôi không đón được thì anh đón chứ còn làm sao đâu. Anh đón đi. Sao lúc nào cũng phải là một mình tôi đón thế? Alo. Em về nhà rồi nhá. Mai gọi lại sau nhá. Bye bye. Chúc ngủ ngon. Ai vừa gọi? Ai vừa gọi? Em biết rồi còn hỏi. Password. Tại sao cô thay password hả? Tôi thích thì tôi thay đấy. Làm sao? Bây giờ thì tôi hỏi cô là cô đi đâu về thì cô bảo cô đi chơi. Bây giờ tôi hỏi cô tại sao cô thay password, cô bảo cô thích cô thay đúng không? Ai cũng có quyền tự do cá nhân riêng nhá. Anh đi đâu có rồi anh nói gì với tôi không? Tôi đi đâu? Tôi đi công đi việc nhá. Công việc gì? Tôi lúc anh đi nhậu ấy có nói gì với tôi không? Bạn bè người ta rủ tôi đi nhậu. Vì công vì việc tôi phải đi chứ tôi không muốn đâu. Thôi anh đừng có nói lý do nữa. Anh có bạn bè tôi cũng có bạn bè. Anh tưởng một mình anh có công việc à? Tôi có công việc đấy. Công việc gì? Bạn bè gì hả? Bạn bè mà nhắn tin lén lén lút lút à hả? Bạn bè mà phải vào toilet để nhắn tin à hả? Bạn bè kiểu gì?
Anh bỏ kiểu ăn nói thế đi nhá. Anh đừng có mà xúc phạm tôi. Xúc phạm cái gì? Mà thôi, nếu mà anh đã biết rồi tôi cũng chả giấu anh làm gì nữa. Cái gì? Tôi có bồ đấy. Làm sao? Cái gì? Ly hôn đi. Cô giỏi thật rồi. Cô nói cô có bồ à? Tại sao cô lại có bồ? Trong khi cô có một người chồng yêu thương cô, một đứa con yêu thương cô, một gia đình hạnh phúc đầm ấm như thế này hả? Tôi còn muốn cái gì nữa? Thì tôi có muốn thế đâu. Ai bảo người ta cứ tán, người ta cứ rủ, người ta cứ nhắn tin, người ta cứ quan tâm tôi, xong rồi người ta thích, người ta yêu thì tôi yêu thôi. Người ta thích, người ta yêu thì cô yêu thôi hả? Thì cũng như anh thôi. Như tôi là như thế nào hả? Mình thông cảm với công việc. Bước thứ hai anh em người ta rủ. Anh em nó rủ thì mình đi thôi. Đấy, nó là như thế đấy. Lỗi tại tôi, lỗi tại anh. Tất cả là do anh. Tại sao anh không biết từ chối một bữa nhậu để ở nhà với em? Thế đến bây giờ gia đình mình đến như nông nỗi này. Tại sao em lại có bồ? Tại sao em lại có bồ? Hả? Trả lời anh đi. Trả lời cho anh đi. Là còn kịp ý. Tôi chỉ nói thế thôi. Thì làm sao mà tôi có bồ được? Không có bồ. Không có bồ thì số điện thoại này là của ai? Hả? Số điện thoại ngày nào cũng nhắn đi là của ai? Đêm giờ này cũng còn chối hả? Anh im mồm đi. Anh nhìn lại anh xem. Anh nhậu nhẹt, anh say xỉn, anh có còn là con người nữa không? Đến cả số điện thoại của mẹ đẻ anh còn chả nhớ nữa. Số của mẹ anh đấy. Số của mẹ đẻ? Cô gọi điện thoại ra. Này, không tin thì gọi đi. Alo. Mẹ à? Vâng, con đây ạ. Dạ vâng, con chào mẹ ạ. Mình, anh xin lỗi mình. Anh biết là anh sai rồi. Từ giờ anh sẽ bỏ tất cả những cuộc nhậu nhẹt ở bên ngoài, dành thời gian cho gia đình. Mình tha thứ cho anh nhá. Có thật không? Thật. Thề. Thế thì còn nghe được. Trông anh kinh quá. Anh vào anh tắm rửa đi. Người ta vào nấu cho cái gì mà ăn. Cảm ơn. Dạ, cháu chào bác ạ. Dạ, bác uống nước ạ. Cháu mời bác uống nước chè cho thơm mồm ạ. Thế ý là mày bảo là tao không uống nước chè thì mồm tao thối gì? Dạ không. Là ý mày là tao xúc miệng nước ao chết đàn cá giống mà xúc miệng nước cống chết đàn quăng quăng hay gì? Không. Có mày mới là cái thằng hà hơi chín chuối ấy. Mày thử mà xem. Còn non là xanh lắm bác ạ. Không chín ra. Dạ, cháu mời bác uống nước ạ. Tao tự uống được rồi, không cần mày mời. Dạ bác ơi, theo cháu được biết thông tin ấy thì là bác trai thì đã mất từ lâu rồi. Thế bác là bồ của bác gái à? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng ai là tôi, hiểu chưa? Ơi bác ạ. Xin chào. Dạ cháu chào bác ạ. Thế hai cậu là ai đấy? Dạ chúng cháu là bạn trai em Huyền. Trai em Huyền á? Sao lại bạn trai em Huyền? Cháu tưởng bác là bồ của bác mà. Bà nói năng vớ vẩn. Thế cậu là như nào? À
cháu đến tìm hiểu em Huyền nhà mình thì cũng được 2 tuần rồi nhá, hôm nay cháu mới dám đến nhà. Dạ thì cháu xin tự giới thiệu với bác ạ. Dạ cháu thì học đại học mới xong ạ. Thì sau đây thì cháu xin tả về gia đình cháu ạ. Bố cháu ấy thì tả mẹ cháu là con lợn có 70 cân, mẹ cháu khiêm tốn có gần tạ 2, buổi sáng ăn mấy rổ khoai, thêm 2 bát phở với vài quả cam. Bố cháu thì là chồng người thì xây dựng lâu đài, chồng em cờ bạc bán 2 lần nhà, chồng người trung thủy thật thà, chồng em gạ gẫm gái già gái non. Đấy, còn về phía cháu thì lúc nào cháu cũng vui vẻ và thơ ca và hoạt bát. Dạ vui quá nhỉ. Dạ vâng ạ. Thế này tóm lại là vừa mới ra trường phải không? Vâng. Mai sau thì cháu sẽ là người mà có thể là chồng đàn vợ hát. Hiểu rồi. Dạ. Đã gọi là vừa ra trường lại còn là trường nghệ thuật nữa. Dạ. Sinh viên mới ra trường sẽ làm gì có tương lai? Rẽ trái. Rẽ trái đâu ạ? Là ra cửa đấy. Vâng. Cháu chúc bác hạnh phúc ạ. Sống với đam mê ạ. Cảm ơn. Bây giờ cháu tặng bác một câu cũng mang tính nghệ thuật được không ạ? Thoải mái đi. Hiền ơi, anh mất em rồi. Mẹ em đúng là đổ tội phải không? Láo quá nhỉ. Chẳng anh dậy, đứng lại, đứng lại. Thôi mẹ bỏ qua cho cái thằng ấy chấp làm gì cái ngữ ấy. Tức giận là kẻ thù của sắc đẹp đấy mẹ. Dạ vâng. Thế còn cậu? Dạ. Con chào mẹ, con xin tự giới thiệu ạ. Con là Lại Thu Thừa, hiện đang là thủ quỹ và công tác ở một tập đoàn lớn nhất nhì miền Bắc mình đấy ạ. Rồi thế à? Dạ vâng. Thế nhà cửa thế nào? À dạ vâng. Nhà cửa thì con cũng chả có nhiều, có mỗi vài cái thôi mẹ. Vài cái nhà? Dạ vâng, vài cái biệt thự ạ. Ôi dồi ôi. Dạ. Thế à, vài cái biệt thự à? Vâng, nhưng mà con đang mua trả góp ạ. Trả góp à? À dạ vâng ạ. Ờ thế tuổi tác ra làm sao? Dạ con năm nay mới có 49 ạ. Hả? 49 á? Dạ vâng ạ. À, thế thì con lại hơn em 1 tuổi à? Con sao lại em à mẹ? Con thì... là con mà. Thôi dạ. Thế này nè. Nhà thì cũng ok rồi, dạ, xe cộ thì cũng ok rồi. Nhưng mà giả góp thì cũng phải suy nghĩ một tí. Dạ vâng. Ừ, thôi thế này sẽ trái. Dạ vâng, con cũng về ạ. À, đúng rồi, con về anh nhé. Con về mẹ nhé. Dạ, con chào mẹ. Về nhá. Dạ vâng ạ. Này, thế mày bảo là mày hẹn người đến đây để xem mặt. Mà 2 thằng đến rồi mẹ chả duyệt được thằng nào cả. Thằng thì mới ra trường, thằng thì cái gì cũng chả góp. Thế còn nữa không? Bảo đến đi. À, vẫn còn à? Thế đến luôn nhá. Này, thế con ơi là con. Hả? Thế bây giờ mày có cho mẹ đi không? Mày cứ bảo mẹ ngồi ở nhà mẹ đợi. Đợi mãi như thế này. À, đến rồi à? Được rồi. Nhanh lên nhá. Dạ, chào cô ạ. Chào cháu. Cháu tên là gì? Dạ cháu là Tuấn ạ. Tuấn, thế cho cháu giới thiệu đi. Cháu cũng muốn thưa chuyện với cô là cháu cũng quen em My nhà mình. My nào? À dạ, tại vì cháu cũng hay gọi em My là Huyền My ạ, nên cháu hay nhầm mà. Ừ. Đấy thì hôm nay thì cháu xin phép cô là cho cháu với em Huyền qua lại với nhau. Thôi thế này này, nhìn coi như là ngoại hình thì là được rồi đấy. Vâng. Sáng sủa, cô là cô ưng mắt rồi. Thế nhưng mà phải nói thật với cháu thế này này. Lấy nhau á, nó còn phải phụ thuộc rất nhiều. Thứ nhất nó là kinh tế. Kinh tế mà nó phải khá giả thì sau này ở với nhau nó mới tốt được cháu ạ. Vâng. Thế điều kiện nhà cháu thế nào? Về kinh tế thì thế nào? Điều kiện nhà cháu thì cũng không có gì đâu bác ạ. Cái này thì khó nói đấy. Một khi mà đã không có điều kiện thì... thế nhưng mà nhà cửa thì thế nào? Dạ, nhà cửa thì không thành vấn đề cô ạ. Thích nhà nào có loại đó. Thích loại nào có loại đấy á? Vâng. Thì xe cộ thì ra làm sao? Dạ, xe cộ cũng không thành vấn đề ạ. Thích loại nào có loại đấy ạ. Ui dồi ôi, như là sản xuất ra xe thế á? Vâng. Ôi dồi ôi, thế tiền thì thế nào hả cháu? Dạ, tiền thì nhà cháu tính bằng tải. Tiền thì tính bằng bao tải à? Vâng. Ui ôi, vãi cả mồ hôi ra. Thôi này cháu ơi, không cần phải nói nhiều nữa, cô là cô ưng 100% rồi. Giờ thì cháu cứ ngồi ở đây, cô sẽ đi cô gọi con Huyền về. Rồi cô chạy ra chợ, cô mua cái gì về nấu ăn nhá. Cô ơi, cô làm gì phải chạy,
cô phải phi xe ra chợ chứ ạ. Ừ thì cô phi xe đạp điện tí thôi. Ôi giời, tuổi của cô ấy đi xe đạp điện làm cái gì? Tuổi cô phải đi ô tô phải 7 chỗ, gầm cao cô ạ. Nhưng mà ý cháu là... À, nếu mà cô muốn thì cháu có thể cháu sắm ngay con ô tô 7 chỗ gầm cao cho cô được ạ. Ôi. À, để cháu gọi điện luôn nhá. Mẹ à, vâng, con Tuấn đây ạ. Thì mẹ sắm cho con cái xe ô tô 7 chỗ gầm cao nhá. Cái loại đắt tiền tí mẹ nhá. Vâng vâng, mai con qua lấy. Dạ, con đi biếu ấy mà. Vâng vâng. Đấy, con cảm ơn mẹ nhá. Vâng vâng, con chào mẹ. Thật hay là mơ đấy. Trời ơi, cảm ơn cháu nhá. Vâng, không có gì đâu ạ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ôi, mẹ đây. Con rể của mẹ đến sớm thế. Vâng. Mẹ đây. Chào mẹ ạ. Ờ. Vâng vâng. Vào đi con. À, thế xe đâu? Dạ xe sắp đến rồi ạ. À thế à? Vâng. À, chìa khóa xe đây phải không con? Dạ dạ, chìa khóa xe con đấy ạ. Chìa khóa xe con vâng, à? Xe mẹ sắp đến rồi, để con gọi nhá. Đến đâu rồi? Nhanh lên, lần mần thế. Ừ. À đây, xe đến rồi mẹ. Con ơi, à, đây là xe con mang đến cho mẹ ấy hả? Ô không bao giờ nghĩ cuộc đời mẹ lại cứ có như là được đổi đời như thế này đấy con ạ. Không đi lâu ấy. Gọi cái gì mà lắm thế? Tao đường chết đi được. Xe của ông đây. Không sao. Đến được rồi con ạ. À. Không được gì. Ôi trời ơi. Mẹ không biết là mẹ có tỉnh hay mơ không? Con đây con tát cho mẹ phát vào mặt cái xe này xem mẹ có tỉnh hay mơ. Thôi con không dám đâu ạ. À, thế mẹ béo cho mẹ một cái này. Thôi ạ. Cứ béo đi để mẹ xem nào mẹ tỉnh hay mơ. Ôi trời ơi, béo gì mà đau thế. Nhưng mà không sao. Tóm lại xe này là xe của mẹ. Đâu cô ơi, xe đấy là xe của cháu đấy. Xe này mới là xe của cô này. Là nào? Mẹ con bán vàng mã đi ạ. Thế hôm nay con ship ô tô cho mẹ miễn phí đấy ạ. Dễ cháy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.